Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đêm Tiệc Cùng Sao. Bây giờ sau cái số này chị quyết định chị ở đây chị sống đại nghĩa luôn. Cho chị chơi khoảng 10 lần thì chị hiểu. Đâu ra dưới trời, 10 lần mời chị về chỗ. Cùng. Cuối cùng. Chưa đúng. Anh Kim gọi đúng nha này. Thị Hến. Chữ Nhật đứng. Tú. Đến với anh hơi người. Ta say đắm bên. Và đêm nay các vị khách mời của chương trình sẽ là cùng hai vị khán giả của chương trình. Họ là ai? Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thưa quý vị khán giả, cứ hàng tuần vào tối thứ bảy thì Đại Nghĩa lại tổ chức tiệc tại nhà của mình với những người bạn, và đêm tiệc của chúng ta có tên là Đêm Tiệc Cùng Sao. Họ là những người nghệ sĩ mà quý vị khán giả yêu mến, thành công trong những lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. Và hôm nay có thêm những người bạn mới nữa cũng đến đây tham gia nhập tiệc cùng với mọi người. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một buổi tối thật là vui. Xin được giới thiệu qua những vị khách đặc biệt mà Đại Nghĩa mời đến nhà của mình hôm nay. Đầu tiên, một chàng trai trẻ đẹp trai, anh ta đang là giáo viên dạy sinh ngữ, Tiến Vương. Bữa nay cô gái này cũng duyên dáng không kém, Thảo Duyên. Như cái tên của mình, và một cô gái cũng cực kỳ duyên dáng, luôn mang lại tiếng cười cho chúng ta, Thúy Nga. Và kế bên chị Thúy Nga là một anh chàng ca sĩ Bùi Caron và nghệ sĩ Lan Phương. Còn bên tay trái đây, cái anh chàng bằng caro trắng đỏ mũm mĩm dễ thương, miệng mấm mớm, nghệ sĩ hài Anh Vũ. Và kế bên anh Vũ là một cô ca sĩ người Hàn Quốc nhưng mà nói tiếng Việt cũng không thua gì người Việt, Jin Ju Shin. Và cuối cùng là nghệ sĩ Tiết Cương. Ở đây á, đã có mấy gương mặt đến nhà Đại Nghĩa vài lần rồi. Anh Vũ lần thứ hai và còn ăn dầm nhầm về nữa. Ủa dạ. Và chị Thúy Nga cũng là lần thứ hai đúng không? Đúng rồi, rất là chính xác. Nhưng mà bây giờ sau cái số này chị quyết định chị ở đây chị sống với Đại Nghĩa luôn. Em khách mời dễ thương nhất. Em nhẹ nhàng, em hứa không phá phách gì hết. Em chỉ muốn ăn thôi. Để coi lại coi bữa nay em tham gia đêm tiệc của anh như thế nào cái đã rồi mới quyết định là mời tiếp chứ. Các anh chị, các bạn bè thân mến, ở đây chúng ta có hai em là những cái em mới lần đầu tiên đến với nhà của Đại Nghĩa, mà cũng không phải nằm trong giới nghệ sĩ nữa, cho nên chắc chắn cũng không tránh khỏi nhiều điều bỡ ngỡ. Ở đây Đại Nghĩa muốn nói là anh em nghệ sĩ chúng ta hãy hỗ trợ, hãy giúp đỡ cho hai người bạn mới này. Họ còn bỡ ngỡ lắm, hãy để cho họ hòa nhập với mọi người, chơi thật là vui, có một đêm tiệc thật là đáng nhớ và ra về với những phần quà hấp dẫn từ chủ nhà, được không ạ? Được, được. Dạ. Xin được phép giới thiệu qua cho những người khác với những ai lần đầu tiên đến nhà Đại Nghĩa được biết. Bên tay trái của Đại Nghĩa đây là một cái quầy nước, ở đó mình có thể mình ăn trái cây, mình ăn bánh ngọt, mình uống nước với sự phục vụ của các trai xinh và gái đẹp, những đứa em trong nhà của Đại Nghĩa. Và dàn nhạc ở đây là những anh chàng cũng rất đẹp trai, ban nhạc của Đêm Tiệc Cùng Sao và nữ ca sĩ Mỹ Ngọc. Và các bạn, đêm tiệc của chúng ta sẽ có nhiều trò chơi để cho đêm tiệc thêm vui, và chúng ta cũng sẽ thử tài lẫn nhau. Nếu như bên nào giành chiến thắng thì đương nhiên ra về Đại Nghĩa sẽ dành cho bên ấy những cái phần quà cực kỳ hấp dẫn. Và Đại Nghĩa sẽ đề xuất bạn Thảo Duyên cũng như là Tiến Vương sẽ là đội trưởng của hai đội nha. Và bây giờ cho Đại Nghĩa được phép sắp xếp lại đội hình một tí cho nó cân đối nha. Duyên em qua bên đây, Vương qua bên đây. Trời, mất cơ hội rồi, thấy không? Mất cơ hội rồi. Ôi, trai đẹp đã về với ta. Và bây giờ thì hai bên đội hình đã cân bằng nhau rồi. Chúng ta sẽ bước vào thử thách đầu tiên của đêm nay, Đêm Tiệc Cùng Sao. Thưa quý vị khán giả,
chúng ta đã đến với thử thách đầu tiên của đêm nay dành cho những người bạn của Đại Nghĩa. Thử thách này có tên là hình ải hình ai. Tại sao là hình ải hình ai? Là bởi vì những người khách này sẽ phải đoán ra những nhân vật mà hiện lên trên màn ảnh này sẽ là một người, nhưng mà mình nhìn thấy có nét giống giống của người này mà lại có nét giống giống của người kia, và mình phải đoán ra đó là hình ghép của hai người nào. Và có một cái gợi ý để chúng ta dễ đoán, đó là tên của người này sẽ là chữ lót của người kia. Ví dụ giống như là hình quanh Long Nhật ghép chung với anh Nhật Cường thì mình phải đoán ra là đây là Long Nhật Cường, phải nói đúng như vậy nha. Chứ nếu như chúng ta nói anh Long Nhật, anh Nhật Cường chưa được tính điểm, phải nói đúng là Long Nhật Cường, phải ghép nối tên của hai người như vậy. Đều là những người nghệ sĩ quen thuộc với chúng ta cả thôi. Và nếu như chúng ta đoán đúng thì chúng ta sẽ dành cho mình được một điểm. Mình sẽ thi đấu đối kháng hai thành viên của hai đội. Xin mời anh Tiết Cương và chị Thúy Nga. Cố lên, cố lên. Bắt đầu. Mở tay. Đây, bây giờ Đại Nghĩa sẽ bắt đầu đọc gợi ý. Một người là nam ca sĩ có nghệ danh gồm 3 chữ. Chữ đầu trái nghĩa với thấp. Một người là nữ ca sĩ thành danh với dòng nhạc Bolero. Mời anh Tiết Cương. Cao Thái Sơn Tuyền. Cao Thái Sơn Tuyền, đúng không ạ? Yeah. Đó là Cao Thái Sơn và nữ ca sĩ Sơn Tuyền. Chúc mừng anh Tiết Cương. Sao ngơ ngác vậy chị? Chị cứ như người trên trời rơi xuống em. Thề luôn, nhìn cái hình chẳng biết ai luôn. Bây giờ chị biết rồi đúng không? Cứ cho chị chơi khoảng 10 lần thì chị hiểu. Đâu ra như giờ vậy chứ, chết 10 lần mời chị về chỗ. Đã xèo. Ở đêm tiệc của người ta mà đòi chết tới 10 lần, không có nào, mỗi người chỉ 2 lượt chơi thôi nha. Anh Tiết Cương sẽ mang về được 1 điểm. Mời hai đội trưởng nha, mời Thảo Duyên và Tiến Vương. Nhân vật đầu tiên, xin mời. Xin mời Thảo Duyên. Xuân Lan Lan, Xuân Lan Khuê. Xuân Lan Khuê đúng không ạ? Chính xác, đó là Xuân Lan và Lan Khuê. Chúc mừng Thảo Duyên. Và Thảo Duyên đã mang về được 1 điểm. Tiếp theo mời Bùa Caron và Jin Chu Xin. Bắt đầu. Mời em. Bích Phương. Bích Phương gì? Linh. Bích Phương Linh. Không nhắc nha. Gì em? Bích Phương đẹp. Đẹp thì cô Bích Phương có đẹp thiệt, nhưng mà đó không phải là đáp án ở đây. Bùa Caron. Dạ Bích Phương Linh phải không ạ? Bích Phương Linh chính xác. Đó chính là Bích Phương và Phương Linh. Em vẫn biết sao đúng nữa. Xin mời. Mời anh Vũ. Johnny Trí Nguyễn. Johnny Trí Nguyễn Hưng. Johnny Trí Nguyễn Hưng chính xác. Đó là anh Johnny Trí Nguyễn và anh Nguyễn Hưng. Dễ đúng không? Đó, anh Johnny Trí Nguyễn nhìn cái hàm râu là thấy ấn tượng, thấy quen. Đấy, rồi. Đấy, các bạn mà lấy cái đội Lan Hương với Thúy Nga là nó vào một cái ở trên trời. Tiếp theo, mời Thảo Duyên và Tiến Vương. Xin mời. Phải gợi ý, đợi gợi ý. Em nhìn cái mặt quen lắm mà. Gợi ý đầu tiên, một người là nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng miền Nam. Một người được xem là một trong những diva của làng nhạc Việt. Thoại Mỹ Linh. Thoại Mỹ Linh. Mời Duyên. Thoại Mỹ Linh. Mà lanh quá. Đó là Thoại Mỹ. Em rảnh quá, em nhắc tường cho đội bạn. Lần đầu tiên em định hình ra được là cái tên Thoại Mỹ Linh. Xong chị tự nhắc cho nó luôn. Không, chị giỏi rồi á chị ạ. Đấy, còn đội chị á là đó, nó đứng đấy. Thì bởi vậy đừng có nhát. Vậy nhìn được chơi ai là không là có cho nhát. Luật chơi là không cho nhát mà bị gì chị nhát. À vậy hả? Mời chị Thúy Nga. Lên lá mà lùi điểm mời cho đội. Đây. Anh người ta hay lắm tới mình rồi nha. Xin mời. Hương Giang.
đầu tiên. Chuẩn bị bấm nút nha. Một người được mệnh danh là nữ hoàng nhạc nhẹ của làng nhạc Việt. Một người á, ca khúc được khán giả yêu thích là bài Gót Hồng. Mời chị Thúy Nga. Dạ, Lam Trường Giang. Tẹt là sai. Anh Tiến Cường có câu trả lời không? Im lặng nha. Gót Hồng. Mời anh. Thanh Lam Trường. Thanh Lam Trường, chính xác. Đó, chị Thanh Lam và anh Lam Trường. Đấy, đừng bao giờ bảo Nga lên chi, cứ bảo nhắc tường thì là làm được. Đấy, hay quá. Thì đấy, cái số nó vậy rồi. Vậy à? Dạ, em về. Ôi, nó cũng nghe vậy vậy. Tiếp theo, xin mời Jisoo, Bukaron. Trở lên, trở lên. Bắt đầu. Bukaron. Được biết không? Biết không? Không biết anh trả lời nha. Hết giờ. Trời ơi. Sao anh trả lời? Ôi kia. Jipu à? Hả? Jipu. Jipu. Hả? Chưa đúng. Gợi ý đầu tiên, nữ ca sĩ xuất thân từ trường múa gốc Bắc, có chất giọng cao đầy nội lực. Rồi một người là em út trong ba chị em đều là ca sĩ. Gợi ý thứ hai, một người là gây ấn tượng với ca khúc Đường Cong. Một người là một trong những nữ ca sĩ song ca ăn ý với nam ca sĩ Bằng Kiều. Mời Bukaron. Thu Minh Tuyết ạ. À. Thu Minh Tuyết. Chính xác. Đó là Thu Minh và Minh Tuyết. Em có nghe. Tiểu. Ra đây, ra lưu xuống qua đây, qua đây. Dạ. Qua đây. Trời ơi, ở Việt Nam bao lâu rồi? Ở Việt Nam thì chưa được một năm ạ. Tại vì em mới học xong bên Hàn Quốc nên là em mới đến đây rồi. Chưa được một năm. Nói tiếng Việt như vậy cũng là khá rồi. Nhưng mà có lẽ là cũng chưa biết nhiều về những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam. Cho nên bạn ấy vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Dành tràng vỗ tay cho người ta đi nữa. Rồi mời em nha. Tiếp theo, mời anh Dũng, Đăng Phương. Còn biết anh Dũng. Cố lên Phương ơi. Xin mời. Bằng Kiều. Gửi rồi mời. Bằng Kiều Anh. Bằng Kiều Anh chính xác. Đó là ca sĩ Bằng Kiều và diễn viên Kiều Anh. Như vậy là chúng ta đã trải qua mỗi người là hai lượt thi ở cái thử thách đầu tiên này. Điểm số của hai đội tạm thời như sau. Đội của Thảo Duyên được 5 điểm. Đội của Tiến Vương 3 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo của đêm tiệc cùng sao.